Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 29 của thử thách yoga. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Các bạn ngồi duỗi thẳng chân, hai tay để bên cạnh hông. Các đầu ngón chân hướng vào cơ thể, sử dụng trợ giúp của tay. Đẩy phần lưng thẳng, ngồi và giữ ở đây một chút. Thở ra thả lỏng. Các bạn gập chân trái, để bàn chân lên đùi phải. Hai tay để xuống thảm, đẩy ngực lên, lưng thẳng. Khi thở ra, các bạn di chuyển tay về phía bàn chân. Các bạn từ từ gập người ở phần hông, thả lỏng phần cổ của mình. Hít vào, đưa hai tay lên và thở ra thả lỏng, hạ hai tay xuống. Tiếp theo các bạn gập chân trái, vòng bàn chân ra bên ngoài. Tương tự để hai tay xuống dưới thảm. Hít vào, nâng ngực lên. Và khi thở ra, di chuyển tay về phía bàn chân, gập người từ từ ở phần hông. Với mỗi hơi thở ra, bạn gập người sâu thêm một chút. Hít vào, đưa hai tay lên và thở ra thả lỏng, hạ hai tay xuống. Các bạn đổi chân, gập chân phải lên, để bàn chân phải lên đùi trái. Hai tay để xuống thảm, hít vào đẩy ngực lên và khi thở ra từ từ di chuyển tay về phía trước, gập người ở phần hông. Giữ ở bất kỳ khi nào mà bạn thấy thoải mái. Hít vào, đưa hai tay lên và thở ra hạ tay xuống. Rồi đưa bàn chân ra bên ngoài. Hai tay hạ xuống thảm. Hít vào đẩy ngực lên. Và khi thở ra di chuyển tay về phía trước, gập người xuống từ từ. Hít vào, đưa hai tay lên, thở ra thả lỏng. Duỗi hai chân ra, lắc hai chân một chút. Để hai tay ở bên cạnh hông, sau đó di chuyển hông lên phía trước một chút. Hít vào, nâng phần hông của mình lên, cố gắng chạm lòng bàn chân xuống dưới thảm, đầu ngửa lên. Hít thở và giữ ở đây. Thở ra hạ hông xuống. Thả lỏng. Lắc hai chân. Động tác tiếp theo, các bạn đặt chân ngồi xổm. Hai tay để hai bên. Đẩy ngực thẳng lên. Để tay phải vào giữa hai chân. Nâng ngực lên, hít vào và khi thở ra, đưa tay trái lên, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, hạ tay trái xuống, đổi bên, hít vào,
Thở ra, tay phải lên, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, hạ tay phải xuống. Vòng tay phải qua chân ra phía sau lưng, cầm hai tay ở phía sau. Hít vào và thở ra, xoay vặn người sang bên trái, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, thả lỏng, trở về. Đổi bên, vòng tay trái qua chân trái. Hít vào và khi thở ra, xoay ngược về bên phải, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, thả lỏng. Tiếp theo, các bạn đưa cả hai tay sang bên phải. Hít vào, nâng ngực lên. Và khi thở ra, xoay vặn người sâu sang bên phải. Thở ra, trở về, đổi bên. Để cả hai tay sang bên trái, hít vào, nâng ngực lên, thở ra, xoay vặn sâu sang bên trái. Thở ra, trở về trung tâm. Chắp hai tay và duỗi thẳng hai tay về phía trước. Cố gắng giữ phần lưng thẳng. Hít thở đều ở đây. Hít vào và khi thở ra, vòng hai tay ra phía sau lưng, ôm hai chân và nắm các ngón tay nếu có thể. Thở ra, trở về. Tiếp theo, các bạn nằm xuống bằng bụng. Hạ cằm xuống dưới thảm. Hai tay thẳng dưới vai. Hít vào, đưa chân phải lên. Thở ra, xuống. Hít vào, chân trái lên. Thở ra, xuống. Hít vào, chân phải lên. Thở ra, xuống. Hít vào, chân trái lên. Thở ra, xuống. Rồi, hạ trán xuống thảm. Gập hai chân. Hai tay để ở phần dưới vai. Hít vào, nâng đầu và ngực lên, cong khuỷu tay và ép sát vào người. Cố gắng đẩy ngực ra sau, uốn cong phần lưng của mình. Thở ra, hạ trán xuống, thả lỏng chân. Chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa. Gập hai chân. Hít vào, dùng tay đẩy đầu và ngực lên. Thở ra, hạ xuống. Các bạn đẩy người về tư thế trẻ sơ sinh. Hít vào và khi thở ra, hạ trán xuống dưới thảm. Thả lỏng và thư giãn ở đây. Các bạn thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình.
Thư giãn ở tư thế này khoảng 30 giây tới 2 phút, tùy vào thời gian của bạn. Bất kỳ khi nào bạn sẵn sàng, đẩy người ngồi dậy. Các bạn vẫn ngồi thư giãn thêm một chút nữa, nhắm mắt, hai tay để trên đầu gối. Khi sẵn sàng, từ từ mở mắt ra. Xin cảm ơn các bạn. Namaste.